Hôm nay thì bếp cơm có làm một cái món rất là đặc biệt. Cái món này nếu mà ở ngoài ấy, cô bé em bán ấy, là 50.000 một phần, là bánh mì pha lấu bán ở chợ Bến Thành, nhưng mà làm ở đây là làm cho cô Cường thì làm giá vốn thôi. Đó. 30.000. 30.000 thôi thì mỗi người sẽ một ổ bánh mì pha lấu. Pha lấu. Và đồ coi ở trong này là cái này nước chấm đúng không nhỉ? Nước chấm các thứ là trong này là hết rồi. Vậy là vừa phát bánh mì pha lấu với lại phát cơm. Vậy mình sẽ phát như thế nào đây ta? Làm đại luôn hay sao? Tức là vừa bánh mì vừa cơm hay là cơm? Cơm thì cũng có 100 mấy à. Bây giờ thôi cứ phát hay lấy cái này đi. Sao? Cơm chứ anh sao? Cơm bánh mì cho phát chung luôn, cho nó đi hết một lần. Nhiều quá rồi không đủ người, không đủ chồng. Ai lấy cơm có lấy bánh mì. Thì bây giờ tính toán sao? Để đó thì phát cơm trước. Thôi giờ chờ chút xíu đi vậy, chờ chút xíu đi. Bây giờ phát cơm trước đi hả con? Bây giờ mọi người thích ăn cơm hay ăn bánh mì trước nào? Cơm không? À, cơm cho no đúng không? Có người bảo phát cơm cho no. À, cơm đi rồi bánh mì pha lấu sau. Vậy thôi đấy thì phát cơm với nước với kẹo đi. Cô bác mình đi hàng một đi. Ngày mai là phát 300 phần nhá. Nhưng mà có phát tiền nữa. À, cô cứ đeo thẻ nuôi bệnh ra như thế này này. Ok. Mai là có thể nuôi bệnh nhá. Đồng bào ở đâu? Là Nam Giao. Nam Giao á? Nam Giao là... mà xuống Campuchia, xuống làm bệnh viện này á. À, người Campuchia á? Yeah. À. Cô bác mình ngày mai đeo thẻ ra nhá. Mai đeo thẻ ra thì em sẽ phát tiền nhá. Ngày mai ra trước 4 giờ, khoảng 3 giờ hơn ra xếp hàng, không cần phải phát thẻ, nhưng mà đeo thẻ nuôi bệnh ra là sẽ phát tiền. Mai xuất viện được không? Dạ. Mai xuất viện chờ được. Xuất viện ra cũng được, cứ ra xếp hàng nhưng mà có đeo thẻ này nhé. Ok. Cảm ơn đồng mình nhé. Vâng, cảm ơn. Mai các anh chị ra để đeo thẻ vô phát tiền nhá. Những người mai đeo thẻ là sẽ được nhận tiền mặt nhá. Rồi ra xếp hàng thêm đi cô ơi, đồ ăn vẫn còn nhiều lắm. Rồi, chiến chưa cô? Muốn phát chưa? Rồi. Rồi, lấy cơm trước đúng không? Rồi. Cơm rồi bánh rồi nước nha các anh chị. Rồi, mỗi người một phần, chia sẻ. Rồi, chúc sức khỏe nhá. Mai đeo thẻ ra nhận tiền nhá. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Nguyễn Trãi hướng về phía ngã 6 Phù Đồng. Hôm nay thì Tuấn Dương ra bếp cơm của cô Cường ở phía bắc của chợ Bến Thành để chia sẻ những các cái phần ăn yêu thương giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư và những cháu bị mắc bệnh nặng ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì trước đây một số video clip Tuấn Dương cũng tới để phát tiền mặt cho các cháu bị ung thư, ung bướu, ung thư máu, u đa tủy vào tận nơi để phát tiền. Tuy nhiên thì hôm nay Tuấn Dương có làm một số những các cái phần thức ăn rất là ngon, món bánh mì pha lấu, và gửi tới cô Cường một chút quà của những người ở phương xa, gửi cho con của em Bư là cháu nội của cô Cường, vì em mất đi thì để lại cho cô cũng mấy đứa cháu, nên là cô cũng rất là vất vả và nặng gánh. Thì ngoài cái việc phát thức ăn thì Tuấn Dương sẽ trao cái số tiền đó tới cô Cường. Đây, ngã 6 Phù Đồng. Mình sẽ đi vào con đường Lý Tự Trọng. Và con đường Lý Tự Trọng này ngày xưa có tên là đường Gia Long. Nó kéo dài từ ngã 6 Phù Đồng
và tới cuối con đường này thì chúng ta sẽ gặp đại lộ Cường Để, ngày nay là đường Tôn Đức Thắng. Ở khu vực này thì có rất nhiều những các cái khách sạn mini, hotel, rồi nhà nghỉ để phục vụ cho khách du lịch khi đến trung tâm Sài Gòn. Ở đây thì chúng ta di chuyển rất là thuận lợi, đi ra những các cái khu vực vui chơi, ăn uống hoặc là mua vé tour đi du lịch, các thứ cũng rất là dễ dàng. Đây trước mặt chúng ta là góc của đường Trương Định cắt với con đường Lý Tự Trọng. Bây giờ đang là 15 giờ và 30 phút chiều thứ 2 ngày 4 tây tháng 6 năm 2024. Con đường Gia Long này là đường một chiều các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ quẹo phải đi vào đường Phủ Quang Huân. Đây, coi xem hôm nay bếp cơm của Cường làm những cái gì nào. Rồi, xin chào. Đây, đêm này hình như đã làm xong xuôi hết rồi. Bỏ lên xe rồi, để chuẩn bị thì mang lên. Bây giờ Tuấn Dương sẽ lại bếp cơm của Cường nhé. Thưa các cô bác anh chị, đây là những cái món ăn mà bếp của cô Cường nấu để bán. Thì cô bán cả buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi chiều. Một ngày là khoảng bao nhiêu món đấy cô Cường? Mấy chục món. Dạ. Thì ở đây các bạn nhìn này, có mấy cái món. Đây là cá chiên này, rồi tôm này, thịt heo này, đùi gà này, rồi heo quay, cơm sườn nướng, rồi các loại cá, rồi mực. Thưa cô, hôm nay thì gửi cô số tiền này cũng hơi nhiều đây. Cô đếm đi. Chỗ đó là 19 triệu và 700 ngàn. 19 triệu và 700 ngàn. Thì trong cái này cô cứ đếm đi rồi con sẽ đọc. Có chị Phương Thái ở Fargo, North Dakota, Mỹ có gửi tổng cộng là 770 đô. Trong đó là phát thức ăn là 300 đô. Còn 300 đô thì tặng cho con của em Bư, là cháu nội của cô Cường đó, để cô nuôi các cháu. Vì em mất khi mà tuổi đời còn quá trẻ, để lại 6-7 đứa cháu. Một mình cô Cường bây giờ là tóc bạc như cước rồi, nhưng mà vẫn phải chăm lo để nuôi đàn cháu. Cô cứ đếm tiền cho đủ đi. Rồi tiếp theo thì 130 đô này đó, để tặng cho các tình nguyện viên của bếp cơm. Và có của cô Bích là 1,5 triệu. Thì có tặng cho cô Cường là 500 ngàn. 1 triệu là cho tình nguyện viên. Thì hôm nay mình sẽ làm những cái phần thức ăn này để phát ở bên bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 4 tây tháng 6. Cảm ơn hết vậy. Cảm ơn chị Phương Thái và cô Bích, có hai người đó thôi. Cảm ơn cô Bích với chị Phương Thái nha. Có nhận số tiền của Tấn Dương đem ra rồi. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Ủng hộ cho mấy giáo để có tiền đóng tiền trường tiền học. Rất là cảm ơn. Bây giờ có một mình tôi rồi để lo hết. Vâng. Đau đầu lắm nhưng mà thôi, thì bây giờ nói bữa nay là tầng thứ 6 rồi. Tầng thứ 6 rồi. Vâng. Tầng 6 rồi, tức là 6 tầng rồi. Vâng. Tầng sau là 7 tầng là 49 ngày. Vâng. Rồi lần sau mình cũng ký tiền bà cho nó là xong. Vâng. Để cho nó được an nghỉ cuối cùng của nó. Vâng. Rồi. Để mình lại còn lo cho mấy đứa cháu nữa chứ. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Vâng. Một lần nữa thì xin cảm ơn chị Phương Thái ở Fargo, North Dakota đã tài trợ vừa phát thức ăn rồi lại tặng cho con của em Bư là cháu nội của cô Cường để phụ thêm với cô. Và cảm ơn cô Bích, mặc dù bây giờ
gọi là tuổi cao sức yếu, bệnh tật liên miên mà vẫn gửi tiền để tặng cho người bạn già ở nơi quê nhà này. Cảm ơn cô rất nhiều nha cô. Rồi, cảm ơn cô. Thưa các cô bác anh chị, bây giờ thì Tuấn Dương cùng với xe chở cơm sẽ mang thức ăn lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Như vậy là em Bư, con nhà cô Cường mất cũng tính đến ngày hôm nay là được 6 tuần rồi. Sang tuần sau là tuần thứ 7. Cũng rất là nhanh. Chung là em mất đi thì cô cũng cảm giác rất là hụt hẫng, nhưng mà vẫn phải gắng gượng. Năm nay tuổi thì cũng ngoài 70 rồi, gắng gượng để như là một cái cánh chim đầu đàn, lo cho các cháu rồi các em. Đây, chúng ta đang có mặt trên con đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long. Trước mặt chúng ta đang là góc của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngày xưa là đường Công Lý, cắt với đường Gia Long. Bên tay phải các bạn, ngày xưa chứ nói ngày nay là bảo tàng, ngày xưa hình như người ta gọi là dinh Gia Long. Còn bên tay trái là công viên Bách Tùng Diệp, ở đó thì có tượng đài Quách Thị Trang. Quách Thị Trang thì ngày xưa ở khúc vòng xoay công trường Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, nhưng mà khi xây dựng cái tuyến metro thì tượng đài Quách Thị Trang rời về đây, công viên Bách Tùng Diệp. Bây giờ các anh em sẽ vận chuyển nước, nồi các thứ xuống. Nước, rồi cơm, rồi bánh mì. Này là bánh mì phá lấu nhé các bạn. Dạ em nghe chị ơi. Chín giờ rưỡi mình phát đến cỡ khoảng 11 giờ thì xong. Ở chiều ở bên Nhi Đồng mình phát khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ gì đó thì phát khoảng 30-40 phút thì xong. Dạ. Chị muốn phát 10 giờ rưỡi cũng được. Được, ok, vậy 10 giờ rưỡi phát đúng không? Được. Ok, dạ được. Ok. Cổng số 6, chị tới rồi mà, đúng không? Dạ. Vâng ạ. Vâng, họ là số 4 đường Nguyễn Du. Dạ. Vâng. Dạ rồi, vâng, em cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ vâng, ok. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Vâng, em chào chị. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Thì, hôm nay thì bếp cơm có làm một cái món rất là đặc biệt. Cái món này nếu mà ở ngoài ấy, cô bé em bán ấy, là 50.000 một phần. Là bánh mì phá lấu bán ở chợ Bến Thành, nhưng mà làm ở đây là làm cho cô Cường thì làm giá vốn thôi. Đó. 30.000. 30.000 thôi, thì mỗi người sẽ một ổ bánh mì phá lấu. Phá lấu. Và đồ coi như ở trong này là cái này nước chấm đúng không nhỉ? Nước chấm các thứ là trong này là hết rồi. Vậy là vừa phát bánh mì phá lấu với lại phát cơm. Vậy mình sẽ phát như thế nào đây ta? Làm đại luôn hay sao? Tức là vừa bánh mì vừa cơm hay là cơm? Cơm thì cũng có 100 mấy à. Bây giờ thôi cứ phát ra. Lấy cái này đi.
Sao? Cơm trước anh sao? Làm cơm bằng bánh mì cho bát chung luôn, con nó đi hết một loạt. Nhiều quá rồi, không đủ người, không đủ chậu. Thì bây giờ tính toán sao? Để đó, phát cơm trước. Bây giờ chờ chút xíu đi vậy, chờ chút xíu đi. Bây giờ phát cơm trước đi hả con? Bây giờ mọi người thích ăn cơm hay ăn bánh mì trước nào? Cơm không? À, cơm cho no đúng không? Có người bảo phát cơm cho no. Cơm trước đi, có lẩu sau cũng được. À, cơm đi rồi bánh mì phá lẩu sau. Vậy thôi đấy thì phát cơm với nước với kẹo đi. Cô bác mình đi hàng một đi. Ngày mai là phát 300 phần nhá. Nhưng mà có phát tiền nữa. À, cô cứ đeo thẻ nuôi bệnh ra như này này. Ok. Mai là có thẻ nuôi bệnh nhá. Đồng bào ở đâu? Là Nam Giao. Nam Giao á? Nam Giao là... mà xuống Campuchia, xuống nằm bệnh viện này á. À, người Campuchia á? Dạ. À. Cô bác mình ngày mai đeo thẻ ra nhá. Mai đeo thẻ ra thì em sẽ phát tiền nhá. Ngày mai ra trước 4 giờ, khoảng 3 giờ hơn ra xếp hàng, không cần phải phát thẻ nhưng mà đeo thẻ nuôi bệnh ra là sẽ phát tiền. Mai xuất viện được không? Dạ. Mai xuất viện chờ được không? Xuất viện ra cũng được, cứ ra xếp hàng nhưng mà có đeo thẻ này nhé. Yeah. Ok. Vâng, cảm ơn. Mai các anh chị ra để đeo thẻ vô phát tiền nhá. Những người mai đeo thẻ là sẽ được nhận tiền mặt nhá. Rồi ra xếp hàng thêm đi cô ơi, đồ ăn vẫn còn nhiều lắm. Rồi chiến chưa cô, muốn phát chưa? Rồi lấy cơm trước đúng không? Rồi cơm rồi bánh rồi nước nha các anh chị. Rồi mỗi người một phần chia sẻ. Rồi chúc sức khỏe nhá. Mai đeo thẻ ra nhận tiền nhá. Chiều mai giờ này. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn. Tối nay ai đầy đủ món ăn đó nha. Món nằm có trong đó. Lấy này là dòng, lấy bên này. Lấy này không có lấy cơm. Rồi cảm ơn. Chúc sức khỏe cô bác. Chị ơi. Yeah. Rồi ok, bước tới. Rồi mời các cô bác, chúc sức khỏe. Rồi xin cảm ơn. Rồi bước tới. Ai lấy pha lấu bánh mì thì thôi khỏi lấy cơm. Cho cô bác hai option để lựa chọn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn nhá. Lấy nước suối nữa các cô. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi cảm ơn. Kêu những người chưa có ra lấy nhá, cả nhà mình. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi cảm ơn nhá. Rồi chúc sức khỏe. Mỗi người một phần, cảm ơn. Xếp hàng nhé các anh chị. Mỗi người một phần. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Rồi một hộp cơm, một bịch bánh, rồi một chai nước, cảm ơn nhá. Mỗi người một phần nhé. Yeah. Mỗi anh chị một phần nhá, rồi cảm ơn. Rồi mỗi người một phần, cảm ơn. Mỗi người một phần nha các cô chú anh chị. Rồi có rồi, vô đi. Rồi cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe nha. Chúc sức khỏe. Rồi ra xếp hàng đại ca. Rồi chúc sức khỏe. Rồi không lấy nước uống à em? Dạ lấy nước đi. Rồi chúc sức khỏe. Thôi bà bán hàng bên ngoài lấy một món ăn thôi cho người ta bà ơi. Em cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Bước tới.
bước tới. Rồi cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Mỗi người một chai thôi. Bước tới, bước tới. Rồi mỗi người một thứ một món các anh chị ơi. Một thứ một món. Anh có nước rồi, em uống trước đi. Em uống đi, anh có nước rồi. Rồi chúc sức khỏe. Mỗi người một thứ một món rồi, cảm ơn. Rồi tạp vụ lấy cơm ăn thôi. Tạp vụ tự giác giùm em các anh chị ơi. Dạ, dạ. Rồi bước tới. Xe ôm làm được việc đừng có vào dành của người bệnh mấy anh chị ơi. Đây để phát cho người bệnh. Rồi một phần bước tới, cảm ơn. Bánh mì phá lấu hoặc là cơm. Ờ lấy đi. Vòng ra ngoài giúp đi. Rồi đường trong giúp em. Rồi lấy hộp cơm, lấy chai nước. Mỗi người một phần giúp em các anh chị ơi. Mỗi người một phần. Rồi cảm ơn. Vòng ra ngoài xếp hàng em. Rồi đi tới, đi tới. Cảm ơn, cảm ơn. Ra xếp hàng chị ơi. Rồi đi tới, đi tới. Hai mẹ con lấy nhớ cảm ơn đi hai mẹ con. Mẹ cảm ơn đi cho con nó học. Ở cái việc lỡ như vậy cũng phải nhắc. Vừa vậy bây giờ quay sao lại dòng lên lễ lớn. Rồi chúc sức khỏe bước tới. Vòng ra sau xếp hàng. Không lấy cơm. Mỗi bánh mì thì không lấy cơm. Bước tới. Mỗi người một thứ một món thôi nhá. Chia sẻ. Không không. Lấy bánh mì không lấy cơm. Đi ra ngoài. Mỗi người một phần một thứ một món. Chia sẻ. Lấy cơm, lấy cơm thì khỏi lấy bánh mì. Mỗi người một phần anh chị ơi. Mỗi người một phần, chia sẻ. Rồi đi theo hàng, lấy chai nước nữa kìa. Rồi. Mỗi người một thứ một món đi các anh chị ơi, chia sẻ. Đó là bên cơm đấy rồi, cơm nước nè, bánh không? Mỗi người một thứ một món rồi bước tới. Cảm ơn. Rồi lấy đi, lấy đi. Ai cũng có. Đây lụm luôn. Vòng xếp hàng đi. Ăn bánh mì thôi, khỏi ăn cơm chị. Mỗi người một trong hai thứ. Rồi đứng đó chờ xếp hàng đã. Dọn dẹp xếp xếp lại đi. Kéo cái đó lên. Kéo bánh lên. Ra tới thì phát một mẻ luôn. Để trên đi. Để lên đi. Từ từ chờ ta ra đông và xếp hàng một lượt. Tạp vụ ở trong thì lấy cơm ăn đi nhá các anh chị nhá. Nhanh lên. Thank you.
Rồi xếp hàng các cô bác ơi. Chiều mai ra trước 4 giờ nhá, xếp hàng. Mà đeo thẻ để có thêm tiền. Vòng ra sau xếp hàng đi em. Rồi xếp hàng các cô bác. Đấy. Vâng vâng, ok, chờ xíu làm tour nữa. Tour đi hai hộp. Rồi tùy cô. Vô lẹ lên. Gần cơm rồi xếp hàng đi em gái. Xếp hàng vô cô ơi, tạp vụ xếp hàng vô. Nhanh chân, ra sau xếp hàng đi. Nhanh lên. Vòng ra sau xếp hàng các anh chị ơi. Rồi tới cô phát đi. Rồi tùy cô. Rồi lấy cơm luôn. Tới đi. Rồi tới đi. Chiều mai ra mang thẻ ra lãnh tiền nhá. Đeo thẻ ra lãnh tiền. Chiều mai 3 giờ rưỡi ra xếp hàng. Rồi ngày mai ra lấy nữa nha. Nhanh lên. Cô xếp hàng đi các cô bác, mỗi người một phần. Cảm ơn. Đủ rồi. Rồi nhanh lên. Đi lấy rồi mà. Rồi xin chai nước. Mỗi người một phần. Cơm qua đây nhẹ lên cơm đi. Rồi sao lấy hai hộp cơm rồi ăn hết không em trai? Lấy mà không có nói tiếng nào, mỗi người một phần thôi. Cảm ơn tiếng đi. À có mắc gì có chết chắc gì đâu người trời. Cảm ơn mạnh được quân cho cô bác ơi. Nhanh đi cơm. Cảm ơn tới luôn. Cảm ơn mấy chị. Cảm ơn mạnh quân. Xin cảm ơn chị Phương Thái ở Fargo, North Dakota đã ủng hộ cho chương trình. Và cảm ơn cô Bích ở Pháp cũng có tặng thêm 1,5 triệu để lì xì cho cô Cường cũng như là tình. Rồi trong. Nhanh lên, lấy nước luôn nè. Đủ rồi chị ơi. Đủ rồi. Kêu đại gia. Con nhỏ, cảm ơn nhé. Đây này, chú đi rồi mà lấy chú trong này nè. Lẹ lên tụi bay ơi. Rồi cho dừng đi, chờ xếp hàng đó. À.
vòng qua kia xếp hàng đây mấy anh chị. Ít đoàn phát quá nên là bà con cô bác cũng không có biết nha. Vô đi, vô đi, vô hàng. Nhanh lên con trai. Thôi, phá đi coi, phá đi. Quẹo lắm, quẹo lắm. Rồi, chúc sức khỏe, mỗi người một phần. Quẹo lắm, cảm ơn Mạnh Thường Quân đấy. Cảm ơn em gái. Cảm ơn, đây là con ơi. Cảm ơn cho cái điện thoại kìa. Rồi, chú sức khỏe. Đó, đây nè. Rồi, mỗi người một phần. Đây, nghe lên. Cảm ơn tại cái mấy chị. Cứ ăn cũng cái cảm ơn tí nữa. Cảm ơn tí cho mấy chị ăn gì đâu trời. Cảm ơn bên cái điện thoại kìa. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Có lấy không? Ông lấy thì đi chơi đi. Đi ăn mà quà con ghi mà ông ta. Ôi, nhắc anh ba tháng 8. Nhắc anh ba tháng 8 kìa. Lên chỉ vậy đó. Ai vậy? Mẹ con quay kìa. Lên chỉ rồi đó, đụng mẹ. Rồi lên đi vô trong. Lấy xong rồi đi vô trong nha anh, khẩn trương. Cái gì mà lửa? Cái gì vậy? Cơm này cho người nghèo, người đói. Bây giờ cơm mình lại tới mình lựa lục tung lên là sao mấy chị? Rồi bánh mì hết giờ còn cơm. Một chai thôi, một chai không có cô nào hết á. Rồi treo lên, treo lên đi ạ. Tại tôi thấy bà lấy rồi. Lấy chưa? Lấy chưa? Lẹ lên lấy cơm, lẹ lên nhanh chân. À, mấy người này đi này các bạn này đi rất từ từ, rất khoan thai nhé. À, giờ cũng còn ít nữa thôi. Có rồi, nó mua đầy một túi rồi, mấy túi rồi. Một kêu chi nữa. Ừ. Mai ra. Nhanh lên hết rồi. Ê mày để cho ba lóc kinh về. Bỏ ba lóc kinh về. Không mai về luôn hả?